quay trở lại kênh dạng từ lúc của mình nha. Bây giờ anh em muốn quay cho anh em xem cái một số cái sao ở trong nhà đây thì bán. Ô rồi. Mưa lần trước nhưng bây hai mưa lần nơi. Lại cài lại ai dây nếu lẻ. Lại dây luôn. Khí khăn đi trời. Chút nó thâu nhẹ thường chứ thâu gần này. Cày rất là cao các bạn. Đợi vô nó. Thịt người thích bọn hay gắt ớt mà tọc. Thôi, bọn tọc nói. Vậy đi. Anh ta đang trèo lên nhà. Lên cây. Anh ta đóng vai làm con khỉ. Coi, chúng ta chỉ thấy cái mông thôi. Một tay cổ thủ lên đốt ăn mặc. Cày cao quá, quay không được rõ. Rất là mệt phải không anh? Ta là một người vừa. Trèo cây rất chuyên nghiệp. Kiến quá. Đi đi. Làm nhông nhông nhớ đi. Nhìn có con kia. Ở đây xung cho cây. Quay qua cái mạng của thầy mua nhanh nhất. Qua đúng cơm đi. Quá. Dễ. Nè. 2, 3. Chuẩn bị ngã rồi các bạn. Em đánh đu khó lại Tom. Các bạn chạy đi. Chạy các bạn. Chạy đi các bạn. Gặp nhau thằng Tom. Đấy chú đá mờ. Trời người nhả. Chị khách. Chị khách đứng y. Khiêng voi đây là tập đoàn khiêng voi.
Từ lúc tôi năng tóc nữa. Tiền không đằng này mày. Đi lên mặt. Ăn thao em. Tay dưới đi. Em ra hại gương mặt cắt đầy mà ra cho khai tóc anh. Chừng vào rồi. Cái này là chưa phải là lắng góc nghe. Đây là mới lắng nhì nè. Có cái vành nữa. Tiếp theo là lóng thứ ba. Giờ này em cắt tiếp cây thứ ba rồi các bạn nha. Roll.